Hello, hello anh em, hello tất cả anh em nhé. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình em ơi. Đây là tôi đây. Đây, tôi và anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng nhau tham gia thử game. Và trước mắt anh em đây là con game Thiên Đường Hòa Chơi, một trong những con game đang được rất nhiều anh em tham gia và kiếm lợi. Con này thì có rất nhiều game anh em nhé, cực kỳ nhiều game luôn. Đấy, tha hồ và lựa chọn anh em ạ. Thì hôm nay tôi sẽ lên phương pháp ở những cái bàn tài xỉu trong mini game. Ok chưa? Nên phương pháp bàn tài xỉu trong mini game này, để game bài này, điện tử, quay hũ, thì game online này. Sẽ game online cũng khá nhiều ấy chứ. Thôi được rồi. Giờ thì chúng ta sẽ lại vào mini game anh em nhé. Lại vào mini game. Vào đây thì chúng ta sẽ kiếm đũa ở bàn tài xỉu lố hũ đi. Đấy, hôm nay thì đổi gió sang bàn tài xỉu lố hũ kiếm đũa phát. Ok chưa? Đây. Xem nào, sân cậu cũng khá đẹp đấy, cậu 33 theo luôn xíu đi. Nó đang đi khuôn 3 cặp 33 theo luôn đi. Lúc nào tôi cũng bảo anh em nên theo cầu mà. Cầu nó đẹp thì mình theo cầu đẹp luôn. Em đúng không? Đúng luôn anh em ơi, 631 đúng ngay em xíu này. Cầu khuôn rất thích anh em nhé, rất thích nặng cầu khuôn luôn, thật sự luôn rất thích nặng cầu khuôn. Rất thích nặng cầu khuôn anh em ạ, rất thích nặng cầu khuôn. Xem nào. Đấy, 50 này. Bây giờ đi 4 cặp 33 không? Hay là chúng ta vẫn đi 4 cặp 33 đi. Thế nào? Đang đi được 3 cặp rồi. 3 hay 1 3 cặp 33. Rồi tôi sẽ theo 4 cặp 33 anh em nhé. Theo 4 cặp, ok chưa? 4 cặp 33 luôn anh em. 4 cặp 33 luôn. Vậy tôi sẽ hai mở xỉu tiếp. Hai mở xỉu tiếp. Ok chưa? Hai mở xỉu tiếp này. Đấy, tiếp tục hai mở xỉu thôi anh em. Và mình cứ theo cầu đã, nếu mà không đi 33 đi 321 thì phía sau mình sẽ đi theo kiểu khác anh em nhé, sau mình sẽ đi theo kiểu khác thì sau đi theo kiểu khác khác đi anh em. Nào, cái này sẽ là sẽ phải là gì anh em nhé. Thôi anh em ơi, 456 à, 456 tại miền Nam vậy, nó chuẩn về cầu 321 rồi. Và đây thì đã có 321, 123 tách tài này. Cầu con này khá đẹp anh em. Cầu khá đẹp, nếu vào sớm đi nữa thì đẹp anh em ơi. Bây giờ thì là 3, 3 cặp 33 này, 321. 3 cặp 33 này, 321. 9 cộng 1, 2, 3 đều đi lên rất là cao. 9 cộng 1, 2, 3 đi lên rất cao. Này vào tài tiếp anh em nhé. Sẽ về cầu 322 thì nó không đi 321 đẹp như thế đâu anh em. Không đi 321 đẹp như trong tranh đâu anh em. Không bao giờ đâu. À, 28 tài này. À, đi 28 tài luôn anh em. Đấy, ok chưa? Cầu nó cũng dễ mà. Khi mà anh em nhìn thấy 3 cặp 33 thì anh em vội được đi 321 anh em nhé. Anh em sẽ đi, nó đã đi 3 cặp 33, nó đã rất khuôn rồi. Thì em theo 322 nó sẽ là đẹp hơn đấy. Sẽ là đẹp hơn. À, và này sẽ vào tài 28. Đấy, tiếp tục tài 28 này. Tài 28. Ok chưa? Xem nào. Lụt luôn anh em ơi, tiếp tục là kép 15. Kép 15 anh em ạ, tiếp tục là kép 15. Quá dễ dàng, quá ngon lành đúng không? Quá dễ dàng, quá ngon lành luôn. Rồi, đã ra kép 15 rồi. Giờ bật cầu xem nào. Kép 15. Kép 15 bật đăng cầu 3322. 3322 à. Đấy, kép 15 đi 3322. Thì phát này thì nó sẽ bị, nó sẽ không về cầu 22 luôn, mà nó sẽ về cầu 33323. Đấy, và cầu đấy ít khi anh em gặp anh em. Cầu 3 1 1 2 3 tách nhỉ. À, ít khi anh em gặp, ít khi anh em gặp. Thì phía này thì đi thì chúng ta sẽ đi vào tài. Chúng ta sẽ đi vào tài anh em nhé. Đi thì chúng ta sẽ tiếp tục đi một em tài nữa. Còn em phát này tôi sẽ vào 5 mờ tài đi. Quyết định là vào 5 mờ tài anh em nhé. Bây giờ như là anh em vào bên xỉu rồi nên phát này vào muộn cũng không bị hòa. 5 mờ tài nào. Tiếp tục 5 mờ tài, ok chưa? À, lụm ngon anh em ơi. À, 53 lụm luôn anh em ơi, lụm luôn con 14 này, chuẩn chưa anh em? Kép 15 về 14. Nó không thể về 22 được luôn, nếu không nó lại khôn quá anh em ạ. Nó lại, cầu nó lại rất là khôn rồi. Nên chắc chắn nó sẽ không về được 22 nữa. Rồi, giờ thì nó là cầu 33323. Thì nó sẽ không lên 34 anh em nhá. 33323 nó khuôn như này thì nếu mà về thì bắt này sẽ về mấy em xỉu nữa. Đi thì em xỉu nữa. Đấy thì em là muốn áp dụng công thức và muốn học hỏi phương pháp của tôi thì có thể là tải ngay game về, link game tôi để bên dưới cho anh em. Khi anh em tải game về anh em sẽ được nhận gift code
anh em tham gia thêm một nít, anh em thấy đụng đũa rồi, nên con này chỉ một nít thôi anh em ạ. Mình có thể là trải nghiệm thử, nếu cảm thấy ok thì mình tham gia đúng không? Đấy, còn những cái công thức, những cái phương pháp của tôi thì anh em có thể là đăng ký kênh anh em nhé, có thể là đăng đăng ký kênh hàng ngày tôi sẽ ra cho anh em những clip ok nhất, tốt nhất anh em ạ. Đấy, phương pháp dễ hiểu nhất rồi, đây, xíu đi hai mờ xíu nhẹ nhàng thế thôi anh em ạ, nhàn thế thôi. À, lụm xíu luôn anh em ơi, khỏi bán lại, chuẩn cầu luôn anh em ạ. Đấy thì thôi, có lẽ là tôi cũng xin phép là dừng clip tại đây. Để tất cả anh em những clip sau em nhá. Ok chưa? Đấy, lụm ngay xíu quá ngon luôn, hoàn thông nữa kìa. Phiên 6 phiên thì được lụm tận 5 phiên rồi, 6 phiên lụm tận 5 phiên, thế còn gì bằng, thế còn gì bằng, chuẩn chưa? Thôi, bye bye anh em.